Tại sao em xin trình bày bài tiếp theo là bài dấu hiệu suy tim một cách. Chúng ta biết là cái dấu hiệu suy tim một cách thì hàng ngày chúng ta đọc cấp cứu hàng ngày là đều phải gặp những cái gì hết. Thì mục đích của bài hôm nay là trình bày lại giới thiệu các dấu hiệu suy tim một cách để chúng ta phát hiện và biết được ý nghĩa cũng như là nguyên nhân của một số dấu hiệu suy tim một cách. Thì dấu hiệu đầu tiên ta nhìn là không biết là dấu hiệu gì. Thứ hai, tức là đây là một cái vùng là cắt ngang qua vùng hút chỗ phải hay là các số que ruột non giãn đối dịch. Mà chúng ta để ý kỹ thấy thì cái que ruột này nó không gọn dần và có cái dấu ngắn lại. Thì đây là dấu hiệu đầu tiên cũng giới thiệu là dấu hiệu mỏ chim, thì nó cũng giống như cái mỏ chim. Thì dấu hiệu mỏ chim này nó quan sát được dưới dạng giống như tôi vừa nói là hình thoi nó nhỏ dần lại của ruột tại cái vị trí tắc. Thì cái tại vị trí chuyển tiếp của tắc ruột cơ học á, thì dấu hiệu mỏ chim nó tương ứng với tình trạng que ruột nó bị chèn ép từ phía ngoại vi. Và cái dấu hiệu này nó thường gặp trong như ví dụ như là tắc ruột do dính, tắc ruột que kính do bắt quỵ hay là xoắn ruột. Thì cái trường hợp đầu tiên bệnh nhân nhập viện chờ đẩy thấy đau bụng, chúng ta nhìn hình trên đây là chúng ta thấy chắc chúng ta cũng có thể thấy được giống giống lại rồi. Thì đầu tiên thấy là các que ruột giãn chướng hơi và có một cái que ruột lớn giãn lớn và bắt đầu thon gọn dần, có dấu hiệu sau đây thì nó có vẻ thon gọn thì nó giống như là cái mỏ chim, hai cái cũng giống giống nhau. Thì đây là một cái tắc ruột do xoắn ruột, đây là một cái xoắn ruột xoắn lại càng sigma tạo dấu hiệu mỏ chim. Cái trường hợp thứ hai là chúng ta có thấy gì không? Tức là cách cũng mà lướt qua tức là một cái hình cắt ngang, cũng thấy các que ruột giãn đối dịch và chúng ta nhìn cũng đây cũng có một cái quai cũng thon ngọn dọn dần, thì nó cũng giống như là một cái mỏ chim. Đó, thì đây là một cái mổ ra đó một tắc ruột non do dính. Một ca tiếp theo tức là bệnh nhân cũng nhập viện vì đa ruột cắt. Nhìn hình chúng ta coi không? Có thấy gì đặc biệt không? Thì chúng ta thấy nếu mà nhìn kỹ thấy cái hình corona thì chúng ta cảm giác được có một cắt quay ruột nó xẹt nó bị dồn qua hết một bên và trên hình cắt ngang qua hướng này chúng ta thấy có dấu hiệu mỏ chim ở đây. Thì đó đây là cái vùng chuyển tiếp của một cái này, một cái mổ ra nó là một cái thắt bị nội qua cái lỗ giữa mạch tràng và mạch treo ruột non. Đây là cái mỏ cái lỗ vùng lỗ thắt bị có dấu hiệu chuyển tiếp đây, không có lỗ đây có dấu hiệu mỏ chim. Cái hiệu tiếp theo chúng ta nhìn thấy trên hình thì nó cũng hơi giống giống cái dấu hiệu nãy, thì dấu hiệu đây là dấu hiệu tiết mỡ. Thì cái dấu hiệu này là nó định nghĩa là coi như là sự hiện diện của một khe mở phía bên cái thành ruột tại cái vị chuyển tiếp trong tắc ruột non. Thì trong tắc ruột do dính á, cái dấu hiệu khe mở này á nó tương ứng với sự chèn ép từ phía ngoại vi thành ruột của dây dính tại cái vùng chuyển tiếp. Thì cái dấu dây dính này rồi tắc ruột do dây dính thì rất là khó để phát hiện cái dây dính trên CT. Nếu mà mình nhận diện được cái dấu hiệu này á thì nó có thể tìm được nguyên nhân gây tắc, thì nó có độ nhạy 64% rồi thì nó tới 100% trong chẩn đoán tắc ruột do dây dính nếu mà chúng ta nhận được dấu hiệu này. Thì đây là một trường hợp bệnh nhân cũng đau bụng cắt. Thì chúng ta thấy thì trên hình corona nó dựng sơ qua thấy cái dạng đối dịch cái quay ruột lớn và chúng ta nhìn giống như nãy không có dấu hiệu mỏ chim ở đây và cái quay ruột này có vẻ là nó bắt hút kém và có cái hình lát cắt ngang qua cái vị trí này. Thì chúng ta thấy đây là cái hình giống như là một cái dây mỡ, một cái hình khuyết mỡ theo vùng hố chậu phải đây. Thì mổ ra cái tắc ruột tắc một cái hồi chèn túi do cái dây thắt, tức là cái mạch mạch nó lớn nó dính vô cái mạch treo hồi chèn, nó kéo cái quai ruột lên, nó tạo dây dính, nó kéo cái quai ruột cái này lên, nó gây tắc do dây dính. Đó là dấu hiệu khuyết mỡ. Và dấu hiệu tiếp theo, những dấu hiệu này chắc chúng ta nhìn cũng quen, chắc có lẽ giống như một cái cơn gió lốc xoáy. Dấu hiệu tiếp theo là dấu hiệu cuộn xoáy giống như cơn bão. Thì đặc điểm nhận diện cái hiệu này nó là một cái khối mô mềm, nó gồm những cái dải xoáy. Dải xoáy này nó có đậm độ mô mềm xen lẫn với cái đậm độ mỡ như ở đây.
con thấy. Thì trong sóng rột thì cái quay đến và quay đi á, nó quay quanh một cái vị trí cố định thì kết quả nó bị sóng theo chiều xoay. Thì các cái quay rột cũng như mạch máu tạo thành những cái dải cuộn sóng cũng như cái đầm độ mô mềm, những cái đầm mỡ giống như nãy có nói, giống như tạo ra một cái hình cơn bão giống như trên dự báo ban đầu thời tiết. Thì để đánh giá tốt cái dấu hiệu này á, chúng ta phải chụp CT vuông góc với xoay, với chụp xoay của rột. Thì tự nhiên là ý nói cái câu này, ý nói chúng ta phải đi đọc, chúng ta phải đọc cho nhiều mặt cắt để chúng ta thấy trên vai đầu kia và trên mặt hạt e có thấy có những cục xoáy này, cái dựng corona hay gì đó, ta cho một cái hình nhân da. Thì cái dấu này nó phải gặp trong như là sóng ruột non, đại tràng hay là manh tràng. Thì đây quay lại trường hợp nãy, ta thấy thì đây ta thấy hình một cái dấu của khối mô mềm, nó gồm vùng mô mềm và vùng mỡ nó đang xen với nhau. Đây thì chúng ta trên hình, chúng ta ví dụ chúng ta mở cái da lên trên hình corona cho thấy đây. Đó. Chúng ta thấy trên hình động, chúng ta thấy đó là cái hình cuộn sấy nằm đây, trong cái hình kia tâm bão đây. Đó, cái tâm bão nằm đây. Đó là cái sóng của đại tràng là sức ma. Và tương tự một cái hiệu đây cho thấy một cái hình cũng cuộn sấy ở vùng mạch eo vùng non. Dạng có dịch có ruột thì để mổ ra cái là sóng vùng non. Ở đây là dấu hiệu gì? Đây chắc có lẽ chúng ta cũng dễ biết là đôi khi trên CT có cái hình định vị, hình scaling có cũng có thể giúp chúng ta phần nào một cái trận đấu bắt đầu. Thì đây chúng ta thấy hình giãn các khung đại tràng và trong đó có cái hình ở đây nó giống giống cái hình gì đó. Thì đây là cái dấu hiệu hình hạt cà phê. Thì dấu hiệu này tức là đây là cái hình chụp scaling vừa lên, chúng ta thấy phải vùng tự được cái dấu hiệu đây là cái có thể chúng ta xác định nghi ngờ nó giống hình hạt cà phê cùng một sóng ruột, chúng ta biết trên phim X-quang cũng đứng. Thì với cái hình này trong cái sóng đại tràng sigma thì cái hơi trong đại tràng sigma nó sẽ tạo ép hai cái thành trong lại, nó tạo ra một cái khe giữa, nó giống như cái khe giữa của hạt cà phê và cái hơi hai bên đó nó ép hai bên, nó tạo cái dấu hiệu này, nó tạo giống như hình hạt cà phê ở đây, tức là khiến cái khe này nó giống như khe của hạt cà phê và hai thành hai bên ở đây nó tạo dấu hiệu giống như cái hình hạt cà phê của trong xoắn đại tràng sigma. Thì 80% trường hợp cái hiệu xoắn đại tràng sigma các bạn nhận thấy được là trên hình scaling khi chụp CT. Và dấu hiệu tiếp theo là dấu hiệu hình mình đang ra cái xe. Thì dấu hiệu này xác định được bởi các quay ruột nó giãn chứa đầy dịch và nó quay quanh mạch máu mạch treo dày và tụ lại. Đó, chúng ta thấy thường trong sóng ruột non thì cái góc mặt mặt treo như hình minh họa, sóng ruột non thì cái góc mặt treo sóng lại, nó làm cho cái mặt treo nó ngắn lại và các que ruột tương ứng với nó sẽ xếp hình tầm tâm phía ngoại biên giãn túi dịch và các mạch máu thì nó giãn nó hướng về phía trung tâm, nó sẽ tạo dấu hiệu giống hình cái đan hoa. Thường dấu hiệu này thường người ta hay đôi khi cũng hay kèm cái dấu hiệu gió lốc gió xoáy lại, thường được gặp trong các sóng ruột non. Đây là dấu hiệu rất gợi ý của nhà sóng ruột non. Khi chúng ta kết hợp dấu hiệu này với lại thiếu máu hay nhồi máu của ruột thì chúng ta tìm được dấu hiệu hoại tử ruột cũng như là tình trạng tắc nghẽn của ruột. Rồi dấu hiệu tiếp theo chúng ta thấy cái hình chú thích trên đây. Thì trên hình mũi tên vàng chúng ta thấy trước đây nó quay ruột nó giãn, ở đây có vẻ nó khuôn ngực dọn ngọn lại, và đây hình này chúng ta biết nó giống như là cái gì. Chúng ta giống như hình đại tràng á, đây là phân như đại tràng nhưng mà thực ra đây là dấu hiệu phân như ruột non á. Thì được mô tả đầu tiên bởi ông Mayo năm 95, đó là sự hiện diện của phân nó xen lẫn với hơi trong ruột ở lòng ruột non. Đây phân ruột nó xen lẫn giống như là trong phân trong đại tràng. Thì cái hạt cộng đồng nhỏ không đồng nhất này nó lẫn với các con hơi trong lòng ruột, nó tạo cho mình phân giống như đại tràng như nói. Đó là cái hậu quả của sự vận chuyển chậm bất thường các chất trong lòng ruột, bao gồm thành phần như là thức ăn và tiêu hóa chưa hết, vi khuẩn tăng sinh hoặc tăng hấp thu nước và các đoạn ruột xa do tắc ruột. Thì dấu hiệu này đồng ý nghĩa là gì? Nó là dấu chỉ điểm của tắc ruột non, cũng như đó là dấu hiệu để mà chúng ta
xác định vị trí chi tiết của nó, nó thường nằm gần vị trí chi tiết. Và hầu hết các trường hợp là thường cho tác động cho dính. Nhưng quay lại cái trường hợp hồi nãy, một trường hợp khách bị nội qua cái lỗ giữa bên chèo và chèo nó thấy thì trong cái vùng mà các ruột nó khách bị qua cái lỗ giữa bên chèo nó, chúng ta thấy đây một cái quay ruột, đây là quay ruột non này nó phong, nó bị phong trong ruột non. Và một cái trường hợp thứ hai có lách cách qua vùng hố chậu, chúng ta thấy ở đây có quay ruột dạng lớn, quay ruột xẹp, thì cái quay ruột vùng chi tiết nó nghi ngờ ở đây và cũng có dấu hiệu một cái hình, một cái quay ruột non đó chút phong trong, chút phong như trong, chúng ta để ý là một cái cắt ruột cái mổ ra thuộc là cho dính. Dấu hiệu tiếp theo tức là dấu hiệu còn sáng ruột, hay là dấu hiệu đầm đụn nước. Dấu hiệu này nó là nó có được đây, nó có được là do sự phân lớp trong một cái thành ruột, có thể là hai lớp hay là dấu hay là ba lớp dấu chúng ta hay gặp vào cái hình viên với vòng trong và vòng ngoài, vòng đậm độ nó cao, vòng giữa là đậm độ nó thấp. Và dấu hiệu này quan sát tốt nhất rồi trên thì tĩnh mạch sau tiêm thuốc cảnh quan. Thì cái dấu halo này nó tạo bởi một vòng ngoài để tương ứng với lớp cơ độ cao và hình phần phù phía trong là màu xám. Còn trong dấu tạc ghép thì màu xám ở giữa là nó giao phù và hai vòng ngoài cao và vòng ngoài cao và trong lớp tim mạch lớp cơ tương ứng giữa phù nó đen. Thì nguyên nhân của cái dấu hiệu này gặp rất là nhiều như là trong mạch Crohn, nhồi máu ruột, viêm nhiễm vân vân, cái nắp cái ruột cửa. Thì đây là cái dấu hiệu cái máy hình ảnh ở đây hiệu giống như tạc ghép ba dòng, dòng trong cao, dòng giữa xám và dòng ngoài cao. Thì dòng trong là lớp niêm mạc, giữa là nó phù, nó sáng, và dòng ngoài nó lớp niêm mạc cơ, màu trắng, và có thâm nhiễm xung quanh đây là một phần đèn viêm đại tràng phải. Tương tự, có một dấu đây, chúng ta thấy cái quay ruột này cũng dấu hiệu tạc ghép ba dòng. Thì trên hình corona lên, chúng thấy cái quay ruột này nó dày thành vòng tâm. Chúng ta lấy kỹ cái vùng đây là cái mạch cửa, cái nọc trên trên nó huyết khối, thì đây là gặp. Cái dấu hiệu này gặp trong cái tình trạng gọi là nhồi máu ruột non do khói. Cái tiếp theo là dấu hiệu vòng sáng mở, tức là có ba lớp nhưng mà ngoài giống cái lớp ngoài lớp trong giống như lớp giữa thì nó đậm độ mở, giữa đậm độ mở chứ không phải độ phù như vậy. Thì cũng tương tự lớp trong là đậm độ mô mềm được của niêm mạc ruột, lớp ngoài là đậm độ cao của lớp cơ động mạch, và lớp giữa đó là cho sự mở rộng như nhiễm mỡ của lớp dưới niêm, đấy chúng thấy giữa là lớp mỡ. Thì nguyên nhân của cái này cũng rất là nhiều nguyên nhân, cũng như nguyên nhân đại tràng bệnh Crohn hay là những cái ruột mạng tính do tia xạ, hoặc đôi khi nguyên thể bình thường, đôi khi bình thường những cái manh tràng cũng như cái manh tràng cuối cũng có cái hiện này. Có thể trên đây là trường hợp bệnh nhân chúng ta thấy có vùng lách cắt ngang qua vùng hốt chân phải, chúng thấy quay đại tràng lên đây. Có hình ảnh ba lớp, giống giữa là lớp mở và có thâm nhiễm xung quanh. Đây là trên hình corona. Đây là cái trường viêm tương tự. Cái mặt khác có thấy đây, đại tràng lên, đại tràng ngang, cái đại tràng xuống, có dấu hiệu bao bọc một sáng mở. Đây là cái viêm đại tràng mãn tính. Và cái dấu hiệu tiếp theo, cái dấu hiệu tiếp theo chúng ta thấy hình như cái mũi tên chỉ như cái dải sọc trắng trắng trong mặt treo, chúng ta thấy không biết nó là gì, nó giống cái hiệu gì, chúng ta thấy giống cái hình cái gì, hình sọc sọc, giống hiệu này giống là dấu hiệu cái răng lợn ha, cái kỳ lợn, cái hiệu dạng răng lợn, tức là mình nhận biết cái hiệu này là phải trên cái phim sau tiêm thuốc cảnh quan và quan sát, chúng ta quan sát cái phía mặt treo nó có nhiều cấu trúc mạch máu đây. Thấy nhiều cấu trúc mạch máu nó trông như cái răng cái lợn. Thì bình thường chúng ta biết là cắt máu cho ruột non đó, là các phân nhánh của mặt treo bên trên, trong đó nó có cái nhánh thẳng thì nó đi song song quanh một cái vùng cung và nó tạo ra hình cũng như cái lợn. Nhưng mà khi mà nó có biểu hiện CT thì tăng sinh mạch máu, tức là các phân nhánh thẳng đó, một thẳng nó sẽ giãn nó ra nó mà nghèo, nó sẽ tạo ra cái dấu hiệu cái răng lợn vừa rồi. Thế là hiệu quả của việc là tăng tưới máu cũng như tăng sinh mô sợ mỡ của mạch treo quay ruột mà bị bệnh lý tương ứng. Thì nguyên nhân của đó cũng nhiều, bệnh Crohn hoặc là các bệnh lý khác của ruột non như là
kinh mạch hay là thuyên tắc mạch mạch treo hay tắc ruột, hay tắc nghẹt, nói chung thì chúng ta dựa bệnh sử, vị trí tổn thương cũng như có dấu hiệu đi kèm thì giúp chúng ta cần nói phân biệt như thế này. Ở đây là một bệnh nhân cũng nhập viện vì đau bụng, thì chúng ta quan sát cho thấy đây là một cái quai ruột nó dày thành cái nỏ đồng tâm hoặc khúc mạnh, nó lớp bên mạng, và chúng ta thấy là các quai, các mạch máu nó tăng sinh, nó giãn còn nghe và thấy giống như hình cái lượng đó. Đây là dấu hiệu, đây là chúng ta thì dựng này nó dựng thêm một hình biết xíu nên nó ra cái mạch máu nó hơi nó rõ hơn xíu. Thông tiếp theo đó là dấu thâm dịch mở dạng giả nhưng mà không có tương xứng, thì dấu này nó được xác định trên CT bao nhiêu thâm dịch mở, nó nặng nề hơn ở mức độ gì là được tương xứng. Chúng ta biết thì hầu hết các bệnh lý viêm nhiễm của dạ dày như là nhiễm trùng, viêm, chấn thương hay nhồi máu thì tổn thương chủ yếu nằm ở thành ruột, thì cái mức độ chủ yếu nằm ở thành ruột, mức độ thâm dịch mở xung quanh ít. Tuy nhiên một số bệnh lý cấp tính á, thì nó tập trung cấp tính có nhiều thì tập trung chủ yếu một mạch treo gần cái thành ruột hơn, và trên cái dấu hiệu này gọi là dấu hiệu thâm dịch mở không tương xứng. Thì dấu hiệu này thường gặp trong các bệnh lý như là viêm túi thừa, viêm túi thừa của bầm mỡ hay là hại tử mạch nói. Đây trong một trường hợp này tức là bệnh nhân cũng có đau bụng cấp nhập bệnh viện Chợ Rẫy, thì chúng ta thấy một cái tình trạng thâm dịch mở xung quanh rất là nhiều, trong khi cái đại tràng sigma thì cái mức độ dày thành của nó thì không có tương xứng, và chúng ta đi kỹ đây nó cũng có vài cái túi thừa nhỏ và đây có thủng hơi tự do đây. Thì kết quả sau mổ đó là cái viêm túi thừa đại tràng sigma biến chứng thủng, nó thấy là cái dấu thâm nhiễm nó không tương xứng với mức độ dày thành rồi. Và dấu tiếp theo đó là dấu sưng mờ mà treo, thấy giống hình sưng mờ đó là cái đặc điểm nó nhận ra thì ra dấu này, tức là cái hình ảnh mặt treo nó bị thâm nhiễm bởi đặc độ mô mềm. Nói chung cái đặc độ bình thường của mặt treo á, chúng thấy đặc độ thường nó đậm nhất nó cả từ 100 đến 160 độ Celsius, ăn 160 đến 160 nên khi mà nhưng mà nó đậm nhất hơn là cái mỡ sẵn mạng như mỡ dưới da thành bụng, nên khi mà có thâm nhiễm mỡ thì cái đậm độ của nó sẽ cao tăng lên khoảng là ăn 40 đến 60, nhưng ta thấy thâm nhiễm nó cao hơn. Và tùy mức độ thâm nhiễm của nó nữa thì các mạch máu xung quanh của nó có thể xóa mờ nhẹ hay là nhiều. Nhưng ở đây cái mạch máu bình thường nó là thấy rõ rất là sắc nét, kiểu một mạch máu bình thường như mạch máu, nhưng khi nó thâm nhiễm vô chúng thấy nó xóa nhòa cái mạch máu. Thì nguyên nhân của nó cũng giống như phù mạch treo thì rất là nhiều nguyên nhân, ta được kể đây nó có tuyến tắc của mạch cửa hay là tuyến tắc động tĩnh mạch mạch treo vân vân rất là nhiều. Thì đây là một cái bệnh nhân cũng nhập bệnh viện Chợ Rẫy có hình ảnh dày thành đồng tâm quay ruột không kém, thì chúng thấy cái mặt treo tương ứng của nó là nó phù nề, thì cái này mổ ra nó là một cái nhồi máu ruột non nó kèm phù mặt treo. Cái thứ hai là phù bệnh huyết, tức là phù huyết là có thể do viêm nhiễm u hay là phẫu thuật xạ trị vân vân. Thì trong những trường hợp này mà cái dịch nó xuyên qua các kênh bệnh huyết nó thấm vào mô kẽ mặt treo, cái này hình ảnh nó như phù đó. Thì từ đây là hình của bệnh nhân từ Chợ Rẫy, chúng ta thấy là cái hình một cái quai ruột dày thành đồng tâm khúc mạnh đó. Chúng ta thấy thì các quai mặt treo tương ứng nó phù nề thâm nhiễm xen kẽ với lại cái mạch máu này hơi giãn nhẹ đó, thì như đây là viêm ruột. Ngoài ra cái dấu hiệu sưng mờ này chúng ta cũng thể gặp trong dạng viêm như là thường hay gặp trong viêm tụy cấp, một số viêm khác như là viêm túi thừa, viêm bụng thừa vân cũng có thể thấy dấu hiệu thâm nhiễm mở mặt treo sưng mờ sưng mờ này. Đây một bệnh nhân khác cũng đau hố chỗ phải, chúng thấy là cái bụng thừa này thành dày và cái thâm nhiễm mở xung quanh mở bình thường thấy nó đồng nhất đây, mở đây bắt đầu nó dấu hiệu thâm nhiễm với sưng mờ và nó có hơi tự do xung quanh. Thì đây là mổ ra một cái viêm bụng thừa hoại tử. Tương tự là một bệnh nhân khác cũng đau thượng vị, thì chúng thấy đây cái vùng tụy có khúc kém có thâm nhiễm mỡ xung quanh, thì đây là một cái viêm tụy hại tử của người tụy có thâm nhiễm mỡ xung quanh. Và tiếp theo chúng ta cũng thấy là dấu hiệu sưng mờ đó khi mà có xuất huyết ở bên trong mặt treo thường độ khoảng 40 đến 60 độ mặt tiêu. Như trường hợp này tôi thấy là một bệnh nhân bị một cái vết thương hỏa khí, chúng ta thấy cái vùng mặt treo ở đây tầm độ nó cao, tức là máu nó xen lẫn nằm giữa cạnh qua đụng như trong mặt treo, tụ máu mặt treo do quả khí ở đây mạnh không khí mạnh đây.
Còn cái hiệu tiếp theo, cái hiệu này chắc có lẽ chúng ta biết nhiều, đây là cái động mạch chủ bụng. Thì cái hiệu này như cái mũi tên vàng đã chỉ, chúng ta thấy cái hình giống như cái hình liềm. Đây là dấu hiệu tăng động độ hình liềm, hay là giống như hình chặt huyết. Thì dấu đặc điểm nó nhận diện cái dấu hiệu này đó, thì chúng thấy là một cái liềm động độ cao ở đây, nằm ngoại biên động độ cao, nó cao hơn cho cái lòng, nhưng mà nó thấp hơn như trường hợp có đóng phôi thì nó sẽ thấp hơn. Mà sau khi tiêm thuốc cảm quen vô, chúng ta thấy mắt tiên nó có thấp xuống nhưng mà vẫn cao hơn, cái gơ có cơ cảm sống xung quanh. Thì ý nghĩa của cái này là tôi nói là một cái khối máu tụ cắt trong thành cái chỗ phình hoặc là chỗ bụng, hoặc nó nằm khối máu tụ bên trong một cái khối thành cạnh đó. Thì cái dấu hiệu này tức là có bệnh nhân bị cái trường hợp này, nó tức là máu đã bị từ cái phình động mạch. Cái dấu hiệu liền động độ cao này nó tương ứng, nó tương quan có ý nghĩa cũng giúp độ đau của bệnh nhân, kích thước của phình cũng như biến chứng tại cái chỗ phình. Thì đây là một dấu hiệu dạ vỡ của mạch chủ bụng, đặc biệt cho bệnh nhân có phình mà có đau bụng có dấu hiệu đó. Là đây là bệnh nhân, chúng ta thấy đây là cái mạch chủ bụng, chúng ta thấy là cái liền động độ cao hình liền, giống như cái dấu chân huyết ở đây. Đây là một cái tuy nhiên cái ca này thì nó có cụm máu xung quanh này, thì nó là không đó là vỡ. Và cái hiệu tiếp theo cũng chỗ động mạch chủ bụng, nhưng mà chúng ta để quan sát ý thì thấy đây có xu hướng đó là có xét đây. Nhìn cái hình này chúng ta tưởng tượng được cái hình gì ở đây, chúng thấy giống như dấu hiệu là phủ động mạch chủ, hay là chúng tôi rèm che những cái rèm che kính sát trước cái phần sống. Thì nhận diện cái dấu hiệu này chúng thấy là cái phần của mạch chủ bụng nó ra sát đốt sống cũng như phía bên của đốt sống, đấy ra sát cũng như phía bên. Thì trên CT thì cái dấu hiệu phủ động mạch chủ này thì nó gợi ý tình trạng là khiếm khuyết của cái thành mạch, cũng như nghi ngờ nó cái rò mạch. Như chúng ta biết là thì trong khi mà phần của mạch chủ bụng thì có con đường mình chạy khác nhất của máu khác ra, thì nó thường ra cái hướng cùng phía cơ thắt lưng cũng như khoang quanh thận và khoang cạnh thận, nó lên xu hướng vào cái hướng này. Và khi mà xuất huyết, khi mà nó bể ra xuống đường lớn thì máu cũng sẽ có xu hướng thường sẽ vô những khoang này. Như trong trường hợp này chúng ta thấy hình ảnh như là nó giãn rộng ra vô cái phần động mạch chủ, nó xét đắp xét vô một lúc lâu ngày nó gây cái mòn mặt trước của cái thân sống. Và cái dấu hiệu tiếp theo, đây là cái hình chưa tiêm thuốc cắt qua vùng gan ASEAN. Chúng ta nhìn thấy đây cái vùng động độ tương đối cao, cái chúng mình cái dấu xuất huyết trong phúc mạc. Thì cái dấu này tụ máu trong phúc mạc xác định mới hiện diện của cái dịch động độ cao trong ổ bụng. Cho nên chúng ta đây chúng thấy dịch này quanh gan, nhưng mà chúng ta đi kỹ là dịch đây rồi nó cao, nó là gì? Máu, ý nói là tụ máu trong bụng, những hiện tượng máu trong bụng, ý nghĩa của nó là tình trạng chảy máu đang diễn tiến trong ổ bụng. Thì cái nguyên nhân gặp nhất khi chúng ta đọc cấp cứu hàng ngày, bệnh nhân bị chấn thương như phổi kính, như là bệnh nhân bị chấn thương gan lách ruột, mạch treo quanh, thì chúng ta sẽ thường gặp cái dấu hiệu tụ máu như vỡ gan hay là vỡ lách đó, thường thấy cái dấu hiệu tụ máu trong phúc mạc này. Ngay trong trường hợp bệnh nhân bị tai nạn giao thông nhập bệnh viện Chợ Rẫy, thì thấy trên hình chưa tiêm thuốc thì thấy một khối động dịch tình độ cao hay là máu, và sau tiêm thuốc thấy này có hình rách. Và giống này chút sẽ nói sao đó, hình rách đó là cái vỡ gan gây ra tụ máu quanh gan. Tương tự một ca cũng tai nạn giao thông, tôi thấy trên hình video vùng cạnh lách động độ nó cao, và sau khi tiêm thuốc thấy đây là tình trạng vỡ lách, có tụ máu ở lách. Và tiếp theo cũng một ca khác, tức là ca này bị nổ bình ga, tức là trên hình video chúng ta thấy một cái vùng xen kẽ vùng mặt treo cũng như cạnh có được thấy động độ cao của dịch máu ở đây, chúng ta thấy cái mảnh kim khí bể ra đây. Và sau khi tiêm thuốc cản quang vô, chúng ta thấy là cái số quai ruột của vùng bụng trái này nó dày thành, và để kỹ thì có một cái quai bị mất liên tục thành, và nó cũng có vài cũng hơi gì đó đây. Sau bỏ ra thì cái đây là một cái nó thủng ruột non nhưng nổ bình ga. Và ngoài ra cái
dấu hiệu tụ máu trong phúc mạc chúng ta thể gặp đặc biệt như là thai ngoài tử cung hay những cái u mà xuất huyết, và các u xuất huyết thường gặp nhất là những HCC và đầy đơm gan nó vỡ. Thì đây là một trường hợp trên video chúng thấy một cái hình ảnh máu ở đây cạnh gan trái và sau tiêm thuốc lên thì là cái u gan, đây là một cái u gan vỡ. Và một cái đôi khi cũng hay gặp đó là vỡ phình động mạch lách xảy ra thứ phát sau khi bị cắt. Ở đây trong một trường hợp cũng ở bệnh viện Chợ Rẫy tôi thấy là trên cái các lách cắt phía trên phía giữa bụng và vùng chậu thấy thì dịch, đầu tiên thấy dịch đậm độ cao máu quanh lách và giữa các quai ruột ở bên đây và phía dưới vùng chậu, và sau khi tiêm thuốc tôi thấy nó cũng quậy ở đây, nó không bắt thuốc, nó một cái biểu hiện hoại tử. Bệnh nhân này nhập viện vì đau bụng chứ không có bị chấn thương, đó thì có biểu hiện hoại tử và những cái hình mà máu lên cho thấy đây là cái tạo giả phình của động mạch lách, biến chứng nó bị xuất huyết hay tụ máu trong phúc mạc. Và dấu hiệu tiếp theo cũng như ngoài đó thấy là một cái vùng giảm độc độ trong gan và có một cái dấu hiệu dạng đường đậm độ cao, chúng thấy nó tương đương với lại động mạch kế bên. Thì cái dấu hiệu này thì nó có dấu hiệu gọi là dấu hiệu hắc thuốc tương phản. Thì dấu hiệu này hắc thuốc tương phản này, hắc mạch này định nghĩa là một cái tăng mạch độ đồng nhất so với cấu trúc động mạch lớn bên cạnh như chúng ở đây, so với lại động mạch bụng này thường nó đồng tương đương và nó bao quanh bởi dịch độ cao tức là máu. Có thể cái dấu hiệu này thì chúng ta có thể thấy trong có nhiều cơ quan như trong ổ bụng cũng như hay số phúc mạc v.v. Thì ý nghĩa của cái này đó là thắc mạch có thể đánh tương ứng với một cái chảy máu động mạch đang tiến triển. Thì cái nguyên nhân hay gặp cũng là gặp nhiều nhất là trong chấn thương bụng kính, thì CT nó có giá trị rất cao nhưng mà xét cái phát hiện cái dấu thắc mạch này sau chấn thương cũng như trong xuất huyết tiêu hóa thì nó giúp xác định vị trí xuất huyết, đặc biệt trong trường hợp mà xuất huyết tiêu hóa được nhiều. Ở đây trong trường hợp cũng bị tai nạn giao thông, chúng ta thấy là cái vùng bắp thúc kém over gan phải lớn và cái hình ảnh dạng đường ở đây, thì đây là tình trạng là vỡ gan có hình ảnh thắc mạch thuốc cảnh quan, thì cái đậm độ đã bằng với là đậm độ máu đây, đó là hình vỡ gan phải có cái dấu thắc mạch thuốc cảnh quan. Trường hợp thứ hai cũng vậy, tức là một tai nạn giao thông, tức là có hình ảnh thoát mạch thuốc cảnh quan vùng mặt sau thận, đậm độ giống như là động mạch tiểu bụng phía bên và bụng máu xung quanh, đây là một cái vỡ thận phải nó kèm theo dấu thoát mạch thuốc cảnh quan. Thì trên hình chụp thứ ba có thấy đây là dấu thoát mạch thuốc cảnh quan trên da xa. Và cái thoát mạch này đôi khi chúng ta thấy như xuất huyết cũng như u. Như trường hợp này tôi thấy trên cái phim video thấy tụ máu cạnh đây, sau sau tiêm thuốc vô thì thấy một cái phát hiện cái u gan có dấu thắc mạch, thì đây là một cái u gan trái vỡ có dấu thắc mạch thuốc cảnh quan. Và cái dấu hiệu tiếp theo cho thấy như mũi tên đỏ là chỉ ở đây thì dấu hiệu mới vừa nói là tức là thắc mạch. Tuy nhiên chúng ta nhìn thấy những cái dịch quanh gan cũng như quanh lách thì chúng thấy cái dịch ở đây nó cao hơn đây, thì cái dấu hiệu này chúng ta có thấy là dấu hiệu là dấu hiệu của mắt canh gác, tức là chúng ta coi cái dấu hiệu này tức là chúng ta sẽ xem trên cái hình CT không có tiêm thuốc cảnh quan. Dấu hiệu da thì nó tương đương độ dịch thành độ cao khoảng 60 HU. Dấu hiệu của báo canh gác này là nó sẽ tương đương với tạng đặc hoặc tạng động kế cận, có nhiều khả năng đó là nguồn gốc của xuất huyết gây ra xuất huyết đó. Như đây là một bệnh nhân sau khi mổ lấy sỏi động mạch thì chúng ta trên hình video thì chúng ta thấy một cái hình tụ máu vùng rốn gan. Thì và sau khi tiêm thuốc mình thấy cái dạng phình lớn xuất phát từ động mạch gan phải đây, sát bên đây cái hình động mạch, thì đây là cái chảy máu đường mạch sau khi mổ keo lấy sỏi động mạch. Thì trong cái nguyên nhân thường gặp tiếp theo của cái dấu canh gác là cái thương mục tính, thì cái dấu mắt canh gác này là bằng chứng của cái chảy máu cái tạng lên cộng như vậy cũng thế, có giới thiệu với ca tức là vùng mắt canh gác ở xung quanh đó là cái nguyên nhân đa phần gần đó giúp chúng ta chú ý đến cái tạng chấn thương và xung quanh chúng ta đi tìm những cái xung quanh cái vùng mắt canh gác đó hay là nguyên nhân. Trong trường hợp này có một trường hợp là bị tai nạn giao thông nhập viện Chợ Rẫy, chúng ta nhìn qua chúng ta thấy trên phim chưa tiêm thuốc thì chúng ta thấy là đây có tụ dịch và khí cái sang phúc mạc, đây là cái đại tràng rốt gan và cái vùng tá tràng thấy có một vùng đậm độ cao, dịch đậm độ cao. Sau khi tiêm thuốc lên
thì tôi thấy ở đây cái thành của D2 nó càng nó dày, và chúng ta dựng hình corona lên cho thấy mốc liên tục của cái vùng phía dưới của cái tá tràng nó vỡ tá tràng, chính vì cái cục máu canh gác là nó giúp chúng ta khu trú lại, chúng ta tìm nguyên nhân, tức là vỡ tá tràng cạnh nó có đây cục máu này. Và hình ảnh tiếp theo cũng chưa đi thuốc thì tai nạn giao thông thì cũng thấy một cái hình tụ máu quanh thận, và sau đem thuốc lên thì đó là cái vỡ thận, nó gây tụ máu quanh thận. Và tương tự cũng một ca cũng là mình thấy đây một cái dịch đầm đục máu xung quanh đây, thì sau đó cũng thấy là có vỡ của cái tắc dùng cái vài hỏng tràn ở đây cho cái ca nổ bùng ra đấy. Và đây mình thấy hình trạng bên đây hiện dịch vận độ ra dịch đây, và dịch lên độ cao hơn, đó là có khả năng có bất thường đây, và sau khi tiêm thuốc cho thấy là cái u gan vỡ buồng cạnh đó. Và dấu hiệu tiếp theo có thấy đây là động mạch cũng bình, động mạch chủ bụng có thấy cũng đây là dấu hiệu, tức là cái dấu hiệu cụ máu sau thuốc mạc, tức là được nhận diện được dấu hiệu này, tức là một cái sự gì của dịch máu khoảng từ 35 đến 60 HU ở khoảng sau thất mạc, thì ý nghĩa của nó cũng là nó huyết đang diễn tiến ở phía sau thất mạc. Thì cái nguyên nhân của nó thường hay gặp nhất đó là vỡ phình động mạch chủ bụng, hoặc là những cái chấn thương bụng kính ra xuất huyết sau thất mạc, tụ máu sau thất mạc. Thì đây chúng ta thấy một cái phình động mạch chủ bụng có biến chứng vỡ cái tụ máu cái sau thất mạc của nó sẽ lan theo giống như nãy có nói đó, xu hướng nó thường sẽ ra phía dọc theo cái cơ tụt sát cũng như đường phía quanh thận cũng như cạnh thận, xu hướng nó ra sau thất mạc. Tương tự là một cái tụ máu sau thất mạc quanh thận do vỡ thận. Thì ngoài ra có nguyên nhân cũng phải do xuất phát tự phát hoặc là viêm tụy hoại tử thì mình cũng hiếm hơn gặp trong viêm tụy cấp nặng. Và dữ liệu tiếp theo thì dữ liệu này chắc nhiều anh chị biết là dữ liệu kinh điển này, và giới thiệu kiến tự do trong ổ bụng, tức là đặc điểm nhận diện cái dấu hiệu này, tức là chúng ta thấy cái sự hiện diện của hơi ngoài đường ruột. Nói chung trong tình trạng mà bệnh lý bụng cắt thì cái hơi trong bụng bạn thường đa phần là do thủng ruột, và cái hơi mà quanh cái vùng khoảng cửa ở gan thường đặc hiệu cho cái thủng đường tiêu hóa trên. Thì đây chúng ta thấy một bệnh nhân đau bụng cắt, chúng ta thấy trên hình chúng ta thấy là các quai ruột nó giãn lớn, và đây nó có một cái trong cái lòng ruột này nó có cái cấu trúc lòng ruột cao bất thường ở đây, và nó có những bóng hơi tự do bên cạnh quai ruột, và đây là một cái bóng hơi vùng dưới gan. Thì chúng ta dựng hình corona lên để kỹ chúng ta thấy cái vùng đây là cái vùng túi mật, nó dò túi mật với lại tá tràng, và đây là cái cục sỏi nó rớt xuống sỏi túi mật, nó xuống cái đây tách ruột và biến chứng nó thủng có hơi tự do. Và cái bệnh cảnh mà cấp cứu không chữa thương thường gặp nhất chúng thấy hơi tự do đó là thủng dạ dày vừa ruột. Như trong trường hợp này chúng ta thấy bệnh nhân cũng đang bằng cắt, chúng thấy hiện nay cũng hơi tự do đây, và chúng ta quan sát kỹ chúng thấy chỗ hành hang bị dạ dày phía mặt trước chúng thấy nó mất liên tục, và trên hình xe chúng ta cũng thấy đây mất liên tục cái thành trước nó còn thủng dạ dày. Ngoài ra có còn rất là nhiều nguyên nhân của hơi tự do bụng, như là dò chỗ nó ruột sau phẫu thuật do tổn thương dạ dày, dạ dày ruột do chấn thương bụng kính như là đã nói, vết thương xuyên thấu vân vân. Thì đây là một trường hợp cũng là chấn thương bụng, thì chúng ta thấy cái quai ruột ở phía cái quai ruột hỏng tràn vùng bụng trái nó dày thành bất thường có dịch, và thấy nó cũng hơi tự do. Và chúng ta dựng hình lên thì chúng ta thấy hình cái quai ruột này nó bị xoẹt hai bên, nó cắt cục, nó làm vỡ đứt đôi đứt lìa cái quai hỏng tràn do chấn thương. Và dấu hiệu tiếp theo cũng là hơi, hồi nãy là hơi trong bụng thì đây là hơi sau thất mạc, hơi dư vi hơn. Anh nghĩ cũng vậy, tức là nó hơi nằm ở khoang sau thất mạc, và thường gặp những khoang như là khoang quanh thận, nằm trước và cơ thắt lưng vô đây, trước cơ lưng là khoang cạnh thận, quanh thận, nó buồn sáng mạc.
thường thường nó có xuất hiện hơi này, thường thường thì sẽ do thủng của đại ruột và nằm phía sau các mạc, hoặc là hơi từ khí tụ khí trung thấp lên đi xuống, và thường gặp nhất chúng ta thấy là trong thủng tá tràng. Thì đây những trường hợp này có tương tự mới nói, có những cái hiện trước đó là một cái chấn thương vùng vỡ tá tràng, nó gây ra hơi bị phía sau các mạc nhiều, phía sau cái tá tràng một khoảng cẩn thận hơi sau các mạc do vỡ tá tràng. Ngoài ra cũng phải thủng trực tràng hay là do điều trị nội soi hoặc là vân vân và chấn thương trực tràng, hoặc là từ tụ khí trung thấp, tức là nó đi theo cái mạch máu lớn nó qua trong lành một cái khoang bên thận, đó là cái nguyên nhân của tụ khí sa mạc. Và cái hiện tiếp theo ta nhìn thấy là cũng là khí, đó là khí trong khúc mạc và sa mạc. Thì bây giờ là khí, đây là dấu hiệu tiếp theo, nó là cái hiện tụ khí trong thành ruột. Đó thì tụ khí trong thành ruột thì nó hiện diện nó có hai dạng, hay là bóng khí nhỏ hoặc là dạng đường nồng độ khí trên cái thành ruột, nó dấu hiệu để chúng ta nhận diện. Thì đa phần cái cơ chế của cơ khí này thường có hai cơ chế chính, đó là tổn thương lớp niêm mạc hoặc là tăng áp lực trong lòng của cái ruột, nó sẽ tạo ra khí này, hoặc là các khi nó có vi khuẩn sinh hơi nó xâm nhập thành ruột cũng có thể gây ra dấu hiệu khí trong thành ruột này. Thì đây là các nguyên nhân. Thì đó, trong các nguyên nhân khí trong thành ruột thì chúng ta biết nhiều nhất là được cho thường quan điểm chất trong cái dòng máu ruột ta hay gặp nhiều, ngoài ra cũng có gặp trong các nguyên nhân khác như tắc ruột, như chấn thương vùng kính, vân vân. Thì đây là cũng một trường hợp chúng ta thấy trên hình sau trên thuốc, chúng ta thấy các quai ruột, bên đây các quai ruột mình bắt thuốc bình thường, trên quai ruột chúng thấy hầu như thành rất là mỏng, không có thuốc cản quan. Mở mở cửa sổ hơi thấy đây là hình ảnh khí nằm trong thành ruột, và đó là tắc, chúng ta nhìn thấy hình nếp lên thấy tắc cái động mạch trên mặt trên. Đây là cái nhồi máu ruột, nó gây tụ khí trong thành ruột. Và dấu tiếp theo cũng là tụ khí, mà dấu hiệu khí, khí trong đường mật. Tức là nó hiện diện nhiều cấu trúc dạng ống, phân nhánh mà có đậm độ khí bên trong. Thì hơi là chúng ta, nó xu hướng nằm ở trung tâm của gan như đây, dạng ống. Thì hơi đường mật này thì nó có bắt nguồn nhiều như từ hạt tiêu hóa, như những trùng sinh hơi của mật vân vân, hoặc là gặp trong điều trị đặc biệt sau nối mật ruột hoặc là cắt cái cơ vòng có ti. Đây là cái hơi đường mật thì nóng vùng trung tâm, vùng xuống vùng tâm cạn cái cửa trong sau khi mà bệnh nhân nối nối mật ruột, và nó khác biệt không biệt với lại trong cái bên cửa, thì thấy bên cửa xu hướng nó sẽ ra ngoài biên hơn, còn này nằm trung tâm hơi trong cái cửa. Thì cái hơi này cũng thể chúng ta hay gặp trong những tắc ruột cho sổ mật, đó là biến chứng mà gặp nó như ca nãy, cũng một ca khác. Chúng ta thấy cũng một cái cấu trúc tầm độ cao đây, nó có cái hình thông dò giữa tá tràng và túi mật, chúng ta có khí trong túi mật, và đây là cái tắc mật do sổ mật, do dò sổ nó rớt từ túi mật vào tá tràng, và cũng gây tắc mật, tắc ruột đây, và có khí trong túi mật. Và nguyên nhân cũng không thể gặp nữa là viêm mũ đường mật khác do cái vi khuẩn sinh hơi tạo hơi trong đường mật, hoặc những viêm túi mật khí thủng. Thì đây là một trường hợp ta thấy đây là túi mật, có thấy là cái sỏi nằm kẹt vùng cổ và ống túi mật. Thì cái hình túi mật là chúng ta thấy hình dày và có phần mất liên tục, và có bóng hơi vùng đáy túi mật và có khí tự do. Thì đây là một cái viêm túi mật hệ tử mà có khí trong túi mật. Cái điều tiếp theo là cái điều chúng thấy có khí dạng đường ở trong gan, thì giống như là cái điều khí trong tĩnh mạch cửa, giống như hình đường cái cây dương sĩ. Thì cái dấu hiệu này để phân biệt với cái hơi đường mật này là thường cái vị trí phía ngoài biên, thường là trong phạm vi 2 cm cái bờ gan nó nằm ra ngoài biên, còn trong đường mật nó sẽ hướng ở trung tâm hơn, và cái hình dạng khí nó giống như để yên sĩ và ra xét ngoài biên. Thì đây là cái hơi đó, hơi trong mạch tre cũng như khoảng cửa này nó xảy ra sau những tổn thương dạ dày rồi, ở nguyên nhân viêm nhiễm hoặc là thứ khác sau rét hoặc là giãn quá mức của các quai ruột. Và nguyên nhân của hơi trong mạch cửa thì thấy có thể là do thiếu máu ruột, và khi mà có những dấu hiệu này
thì lượng tử vong rất là cao, khoảng 5-6%, mà không phải tôi chưa thấy nó bị trong viêm lết dạ dày có thể gây ra hơi trong bụng sẽ cỡ. Ngoài ra có thể đặt trong lết dạ dày tắc ruột, viêm cấp hệ tử hiếm vân vân, hoặc gặp trong chấn thương bụng kính, hoặc sau một cái phẫu thuật điều trị như là nội soi tháo vân vân. Ở đây cái trường hợp hồi nãy tức là một cái hình chúng ta thấy là một cái ca tắc mạch, tắc động mạch hoặc chen vào chân gây ra nhiều máu ruột khí thành ruột, và nó có thấy khí rất là nhiều trong cái mạch treo, trong tĩnh mạch treo, và nó lan lên vô tĩnh mạch cửa, khí trong tĩnh mạch cửa do cái nhồi máu ruột tắc động mạch hoặc chen vào chân. Và tương tự đây là một tình trạng một cái vỡ chấn thương vỡ mỏng vàng, nhưng mà nó gây ra một cái hơi trong tĩnh mạch cửa. Còn tiếp theo là dấu hiệu nhận khảm, dấu hiệu khảm chúng ta thấy hình ảnh không đồng nhất, những lưới hơi lớn lớn như gan sau khi tiêm thuốc. Thì dấu hiệu này chủ yếu là nó tắt cái đường ra của gan, thì nó gây ra xung huyết, nó có tạo những cái vùng tăng quan chậm nhận đường, hoặc là những cái vùng đám như gan nó bắt thuốc chậm. Thì chúng ta thấy những cái nhận khảm do nó ứ đường ra bắt thuốc nhận đám, những vùng chưa bắt thuốc tức là do nó ứ máu chưa bắt. Thì cái nguyên nhân của nó thường là gây ra tắc cái đường ra của tĩnh mạch như là suy tim, khi mà tiêu hấp hoàn chính bất chơi. Và dấu hiệu tiếp theo là dấu hiệu như cổ áo vòng quanh cửa, đây mình thấy thì cái mù bên cửa này thì nguyên nhân của nó là nó do giãn các kênh mạch huyết cũng như tắc cái đường dẫn lưu thông thường của gan. Thì nguyên nhân của nó cũng rất là nhiều, nhưng mà suy tim viêm gan không may là đặc biệt nhân ghép gan mà hay gặp. Như đây là một tình trạng là ghép gan, một ca ghép gan nó chờ đẩy thì người cho sống, người thấy hình cắt ngang có thấy một cái đường viền giảm độ quanh cái tĩnh mạch cửa, nếu mà cắt song song trục cùng trục với lại tĩnh mạch cửa thấy hai đường hai bên nó khác, với lại giãn đường mạch là chỉ có nếu mà cắt ngang thấy một cái ống song song tĩnh mạch cửa thôi. Thì đây là dấu hiệu phù của kẽ bên cửa, một thằng ghép gan tiếp theo không thấy thì cũng là phù của kẽ bên cửa. Dấu hiệu tiếp theo là dấu hiệu viêm mô, thì dấu hiệu này nó đặc điểm nó nhận diện nó là sự hiện diện một cái viêm nặng độ mô mềm quanh chu vi cái sỏi thực quản, nó thấy là cái viêm này. Thì dấu hiệu này là một cái dày thành thực quản thứ phát sau cái phù do sỏi và một lòng thực quản. Ý nghĩa của cái dấu hiệu này là cho nó phân biệt sỏi với lại những cái nóc voi ngoài hệ niệu. Như đây chúng ta thấy có chút là lô ca nhưng có viêm, có thể phân biệt cái sỏi của tĩnh mạch này nó không có cái viêm. Và nó chủ yếu là dương tính để chẩn đoán không bị cái sỏi thực quản, tuy nhiên âm tính cũng không có loại trừ được. Và khi chúng ta thấy được dấu viền này chúng ta không, tự nhiên chúng ta không có chẩn đoán liền là sỏi thực quản rồi, nên là cần khảo sát dấu hiệu khác phía trên có giãn thực quản hay là dưới nước thận hay không. Như trường hợp này chúng ta thấy sỏi có dấu hiệu viền ở đây, và đây là một cái giãn sỏi thực quản gây giãn thực quản ở dưới nước thận. Dấu tiếp theo là cái dấu sẹp tĩnh mạch chủ dưới, tức là định nghĩa dấu sẹp này tức là chúng ta thấy cái tỷ lệ đường kính ngang trên trước nó phải trên 31 hoặc là cái đường kính dưới 90 mm, lấy cái mức là tĩnh mạch thận. Thì dấu hiệu này là nó thường dự báo dạng sốc, và đôi khi nó cũng gặp rất nhiều nguyên nhân. Đó, nguyên nhân thường gặp nhất là giảm thể tích do mất máu. Thì đây là một trường hợp bệnh nhân bị chấn thương rách động mạch chủ bụng hay là tụ máu nhiều. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh sẹp phẳng. Và cái dấu hiệu tiếp theo chúng ta thấy đây là cái vùng cắt qua vùng ngực thấp, đây là cái đáy phổi rồi, nhưng mà cái đây vẫn còn thấy gan, chúng ta thấy hình dấu thắt ở đây, và trên hình dấu corona thấy một thắt eo ở đây. Và đây là dấu hiệu cổ áo vì quanh cái hình thắt eo, tức là đặc điểm nó nhận diện cái dấu hiệu cổ áo này đó là một cái viêm nồng độ thấp, nồng độ thấp dạng thắt eo cơ hoành nó quanh cái tạng thắt vị. Ở bên phải thường thường là do nhu gan, và cái dấu hiệu cổ áo là hình khi mình quan sát tốt trên hình corona hoặc là sáng tan. Thì dấu hiệu này nó có độ nhạy đến 63% và độ hiệu đến 100% trong cái vỡ hoành. Như đây một trường hợp đa chấn thương dạng viêm da rẫy, chúng thấy đây hình ảnh cô thắt eo đây, cái dạng này nó thắt vỡ hoành thắt vị lên vùng ngực thấp, trên hình corona và trên hình sanitan có thể có hiệu thắt eo như vỡ mạch. Và dấu hiệu tiếp theo cũng tương liên quan với vỡ mạch, đó là dấu hiệu nội tạng
lệ thuộc, tức là cái tạng nhận diện cái hiệu này tức là cái tạng đặc hoặc là tạng rỗng, nó nằm sát cái cung sườn sau đó. Thì bình thường thì nếu mà không có vỡ mạnh thì cái vùng 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 hành phía sau nó sẽ giúp nâng đỡ các cơ quan phía sau, đặc biệt là gan nó không có nằm sát phía sau. Khi mà nó vỡ thì thường thấy một ba trên gan nó sẽ tiếp xúc với cung sườn sau. Nếu lưu hành nó còn bình thường nó sẽ còn nâng đỡ được, thì cái vùng ba trên gan nó không tiếp xúc được. Còn bên trái thì khi mà nó có dấu hiệu là dương tính thì tức là dạ dày rồi, nó tiếp xúc với cung sườn hoặc là phía sau lách. Hay như đặc biệt bên phải chẳng hạn thì thường gan nó sẽ nằm phía trước, nhưng nếu cơ bành không có vỡ thì do cơ bành nâng đỡ thì sẽ còn nằm đây, nhưng mà được vỡ mạnh thì nó sẽ nằm sát phía sau sườn. Thì trong bên đây tương tự với dạ dày cũng vậy, nó nằm sát phía sau đó. Thì cái dấu hiệu này giúp là tăng cái khả năng chẩn đoán của cơ bành trong chấn thương cuộc tính. Thì độ nhạy của nó 100%, nhưng bộ hành cũng như 80% đối với chấn thương. Đây là một trẻ cũng nhân chấn thương có dấu hiệu tàn phụ thuộc, tức là cái dạ dày nằm xét qua phía sau. Thì cái phần trình bày của em là kết thúc, thì cái phần tài liệu tham khảo để sản ra cái hiệu này là cái sách này sẽ đi một cách.